Rồi, test nhẹ chiếc này 150 xăng mới làm full phần bộ nồi Vinh Thái nha. Tao ok nhẹ. Rồi bây giờ em ru không còn tiếng giọng nồi ha. Thì chào anh em Exeter 150 nha. Giới thiệu với anh em có mình làm cái nồi full Thái nha. Xe này thì bảo dưỡng full bộ nồi Thái luôn. Với lại là thực hiện chống giọng nồi vũ xe, với lại là làm phần sinh cam xe. Sinh cam thì mình thay vũ xe là sinh cam DD Thái nha. Bao bền cho anh em ha. Đây cái vỏ DD Thái còn nè. Full đúng DD Thái cho anh em luôn. Nó bền. Đó. Rồi. Về phần nồi thì đúng hình cái nồi Thái, cái nồi cũ thì nó bị là giọng nồi rồi. Thì hai nhôm nồi chủ xe thì bị là mòn lõm nè, mòn lõm à. Đó, phần bố sắt bị mòn chai rồi, không còn cái độ bám nữa. Thì chủ xe muốn là cái số cắt ngọt nha, số cắt ngọt ngào và không bị giọng nồi. Cái chuồng heo thì đã có tán rồi nên thay lại phun hình cái nồi Thái cho nó êm luôn. Cái nồi này tán không có đều nha. Thì cho anh em coi sơ qua cái nồi Thái nha. Gồm có là phần đế nồi nè, Vinh Thái nha, mới trăm ha, quân nguyên bộ Vinh Thái luôn. Hai nhôm nồi nè, Vinh Thái chủ xe, mới trăm, quá đẹp cho anh em ha. Đó, với sơn nguyên nha, với sơn nguyên anh em ha. Rồi, phần bố sẽ điều hình là bố Thái, bốn bố Thái nha. Đó, bố bạn lớp một mình cho anh em, 1, 2, 3, 4 ha, Vinh Thái chủ xe. Và đi ba sắc Vinh Thái nha, combo là ba sắc Vinh Thái luôn, 1, 2, 3. Bao cho anh em là chạy êm ru mà không có bị giọng nồi nha. Đó, anh em mà muốn làm cấu hình nồi ẹt 150 chống giọng thì ghé bên độ xe Việt Nam mình nhận làm máy làm nồi sơn si dọn chuyển cho anh em ha. Thì mình đang làm hai ẹt ngoài kia với hai ẹt trong này đó, có mình là đi rất là nhiều ẹt cho anh em. Bên mình thì chuyên dòng Exeter 135, 150, 155 ha. Anh em mà có nhu cầu thì ghé ủng hộ ha. Rồi, mình cảm ơn anh em Exeter nha. Rồi, chào anh em ẹt 150 nha. Giới thiệu với anh em có mình làm cái nồi full Thái chống giọng nồi vũ xe và chạy êm ru nhẹ số nha. Thì đầu tiên thì phải cho cái chuồng heo vô, tới cái lòng đền chặn đế, tới phần đế nồi, tới lòng đền chặn pha, tới tán nồi trước nha. Rồi, mình tiến hành là bắn cái nồi tán nồi để mình lắc kê cái lòng đền chặn pha nha anh em. Rồi, tiến hành ráp nồi thì đầu tiên anh em sẽ cho lá bố nồi vô trước, tới lá sắt nha, rồi tới lá bố thì có hình là xen kẽ nhau. Thì lá sắt thì anh em để đúng chiều, chiều côn nằm trong, còn ở chiều bén nằm ngoài nha. Rồi, mình tiến hành cho phần ti nồi vô phần mặt ép, rồi mình tiến hành ráp vô phần nồi nha anh em. Rồi mình đã phần chỉnh xong cái phần chục con ti côn nè, giờ tiến hành ráp nồi. Thì chút nữa mình sẽ qua đó mình chỉnh chỉ cho anh em cách chỉnh chục con ti côn làm sao chính xác để mình ráp cái nồi cắt côn cho ngọt nha. Rồi tiến hành cho mặt ép nồi vô và hành là cho bốn lò xo nồi. Lò xo thì nó có hai chiều, chiều lớn thì để nằm trong, còn cái chiều nhỏ thì để nằm ngoài nha anh em. Đó, lò xo nó cũng có chiều ha, chứ không phải là nó không có chiều nha. Anh em lắp đúng thì cắt nồi rất là ngọt ngào ha, còn lắp sai thì nồi cắt rất là dở nha và bị vướng số của anh em. Bên độ xe Việt Nam mình làm thì bao cho anh em cắt nồi bao ngọt nha, cắt 100% nha. Rồi thì tiến hành là cho bốn lò xo này vô và cho bốn tán xiết lò xo ha, và xiết đều từng con. Đầu tiên mình sẽ định tâm cái lò xo nồi nha, định tâm bốn lò xo nồi đó. Nguyên tắc là mình phải định tâm thì mình sẽ dặn vô nó mới đều cái lò xo nồi của anh em. Rồi trong quá trình định tâm và xiết lò xo nồi thì mình sẽ giới thiệu với anh em chục con ti côn. Thì nguyên tắc xiết lò xo thì sẽ xiết đối chiếu nhau nha, đó, con này sẽ đối chiếu con kia và định tâm lò xo nồi. Rồi lò xo nồi thì đã định tâm bên kia, còn bên này là chục con ti côn thì chỉnh làm sao như thế nào ha, thì chỉ cho anh em luôn. Đây là cánh buồng của chục côn nè, đây là cánh buồng lốc máy. Thì anh em phải lấy là cánh buồng chục côn trùng cánh buồng lốc máy mình mới canh chỉnh là nồi cắt mới ngọt nha. Và sau này mình muốn canh chỉnh là dễ dàng hơn, không cần phải tháo lốc nồi đó. Thì anh em lưu ý làm ở nhà thì sẽ canh là chục cánh buồng chục côn trùng cánh buồng lốc máy rồi mình sẽ chỉnh nồi. Chút nữa mình sẽ chỉ cho anh em cách chỉnh nồi luôn để cho anh em nắm rồi anh em tự chỉnh tại nhà. Đó, thì mình sẽ xiết đều từng con một, ốc bên ốc chỉnh ốc xiết lò xo nồi. Đó, nguyên tắc là đối chiếu nhau và xiết từ từ từng con, không ham mình xiết đều hết nha ha. Đừng có ham xiết con này hết rồi xiết con kia nha, nó sẽ bị nghênh nồi của anh em. Rồi sau khi xiết đều bốn con mình tiến hành là định tâm lò xo nồi lần nữa và chỉnh nồi nha. Chỉnh nồi thì anh em cho cái phần ốc chỉnh tới sát rồi trả 1/4 vòng và lắc kê nha. Rồi, mình cảm ơn anh em ẹt 150 nha. Rồi, test nhẹ chiếc ẹt 150 xăng mới làm full hình bộ nồi Vinh Thái nha. Tao ok nhẹ. Rồi, bây giờ em ru không còn tiếng giọng nồi ha. Cái này là đúng Vinh Thái luôn nha ha, chứ không có món nào đổ hết cho anh em ha. Đúng Vinh hoàn toàn cho anh em. Mình test nhẹ rồi mình giao xe nha anh em. Mình đang hành làm cái ẹt 150 màu đen này của chú lớn tuổi này nha. Đó, thì ẹt thì sáng nay mình làm 6 con nha. 6 con trong nhà là đang làm thêm 2 con nha. Rồi, đã test về ha, cũng có bộ nồi Thái chiếc ẹt nha, bao nhẹ nhàng cho anh em. Quá đã ha, nồi Vinh Thái chạy bền nhẹ xe móc của chủ xe đó, anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ.
mình bao làm cho anh em là nồi em ru nhẹ nhàng, nó không dọc, không xào, không hú nha. Quá ok. Tiếp lại lên nha ha. Rồi, cảm ơn anh em Ed nha. Mình đang thành là làm những con khác thì mình giao xe này cho chủ xe. Rồi, mình chào anh em nha. Rồi, cho anh em cận cảnh luôn nha. Cái nồi nè, đó, em ru nha, không dầu, không dòng, không rồi nha. Đó, rồi, đặt yêu cầu của chủ xe đề ra nha anh em.